làm trong bếp thì rất là vui. Mỗi lần mà giống như là có sắc những cái hành củ đó phải không, cái tụi tụi xì á với lại tụi Mỹ lần kia nó hay giành giật nhau, giống như là nó đùn đẩy cho nhau để mà cho sắc hành á, tại vì sắc hành nó cay nó sẽ bị chảy nước mắt đúng không, rồi chảy nước mũi nữa, rồi nó hăng lắm, thành ra tụi nó rất là khó chịu với cái món. Nhưng mà mỗi lần mà sắc hành mà sắc một lần mà biết bao nhiêu cái container nó sắc rất là cực luôn. Thành ra mình á thì mình vẫn vui vẻ lắm, ô kêu mình hay là cái gì đó mình xông xáo vô mình làm hết, mình không có care là cái vấn đề hành hay cay mặn. Nước mình thường hay có cái câu gian nan rèn luyện mới thành công, cho nên mình sẽ nhào vô tất cả các gian nan để mình rèn luyện và mình thành công trong một cái mục đích mà mình đã đặt ra, và mình phải đạt tới cái mục đích đó của mình, đó chính là không có sắc hành nữa. Cho nên là mình nhào vô để mình sắc, mình cắt, mình làm dữ dội lắm. Thì tụi nó mới hỏi, ê, ủa đi ca, tại sao Du thích sắc hành quá vậy? Sắc hành đâu có gì good đâu, tao thấy chảy nước mắt mà còn chảy nước mũi nữa, tại sao Du thích vậy? Nói, ồ, không phải vậy đâu, tại vì các Du không có biết là sắc hành là lợi ích của nó rất là to lớn. Thay vì các Du bỏ tiền vô CVS để các Du mua mấy cái chai nước mắt nhân tạo, chai eye drop để nhỏ mắt đúng không? Thì thay vì như vậy á, những cái chai nước đó mình không có biết cái nguồn nước nó như thế nào, nó cũng không tốt. Thay vì vậy mình cắt hành để mình tự trong cái bản thân của mình nó chiết xuất ra một cái nước gọi là rất là tinh khiết để rửa cho đôi mắt thì có phải tốt hơn không? Và tụi nó cũng rất là thông minh khi đặt ra câu hỏi, ok cái đó thì cứ cho con mắt rồi, nhưng mà còn nó chảy xuống mũi thì như thế nào? Nói tại vì các Du không có học về bên sinh học và bên dạng giống như y học đúng không? Cái mình chỉ luôn, tại tụi nó không có hiểu, tụi nó không mới biết nhiều đúng không? Thì đó, trong đôi mắt của các Du ngay chỗ khóe mắt này nó có một cái chấm nhỏ đúng không? Thì khi mà mình chảy nước mắt ra thì cái nước mắt đó, những cái nước mắt mà nó không chảy ra hết á, nó còn ứ đọng ngay đó, thì nó sẽ có một cái đường nó vào mũi của các Du, nó vào mũi thì nó sẽ clean luôn cái mũi của các Du nữa, mà trong khi đó nước mắt rất là sạch sẽ nè, rất là trong lành nữa đúng không? Rửa luôn cái mũi của các Du nữa. Các Du nghĩ thì bây giờ cái mùa đông nó lạnh như vậy đúng không, các Du rửa luôn cái mũi nữa, mũi của các Du nó ẩm, nó không bị khô và không bị chảy máu mũi. Sau đó là mình cũng xạo xạo vô luôn là ngày xưa á, nói chung là lúc mà mình chưa có lao vào cái công việc bếp núc như vậy á, thì mình không có sắc hành á, thì thăm tha mình cũng cũng tạo cái điều kiện để cho mình khóc đúng không, để mình rửa cái đôi mắt của mình, đó chính là mình nghĩ tới những cái câu chuyện buồn rồi này kia, hoặc là nhớ Dung con chó, hay là có những câu chuyện rất là buồn đúng không, tại chó nhà mình nuôi chết tội, mình hay buồn mình nhớ đó mình khóc. Nên cho nên là để tạo điều kiện để clean mắt clean mũi luôn rất là good. Còn á, bây giờ có điều kiện vậy rồi, trời ơi, mỗi ngày vô sắc hành này kia, mà khi mà mình chảy nước mắt như vậy á, thì á, tại sao mà mình phải chảy nước mắt đúng không, khi mà mình hít được cái những cái mùi như vậy, mặt hành nó rất là tốt cho sức khỏe nè ha, rồi cái nó lên trên cái gương mặt mình thì những cái mạch máu nè nó chạy rồi nó phân tán đều, nó thành ra cái da của tôi đẹp rồi thấy chưa, đó khen da đẹp nữa, thành ra tụi nó rất là thích. Chẳng giấu gì thì mình cũng nghiên cứu rất là nhiều về cái môn sinh học khoa học rồi kia nọ nhiều lắm, cho nên là nhiều khi á mà người ta đặt ra những cái câu hỏi gì là tự nhiên mình chớp ngay là mình có những cái câu trả lời rất là thú vị, cho nên là cái bọn này nó khoái lắm. Và từ đó về sau tụi nó dành nhau để sắc hành để có thể rửa mắt rửa mũi và cái mạch máu nó chạy đều tốt để cho đẹp da nữa. Tại đa số tụi này nó ít ăn rau cải, tụi nó ăn chi rồi tụi nó ăn ba cái đồ khô riết, rồi cái da tụi nó xấu không, mà nó nghe mình nói vậy là trời nó khoái lắm. Bây giờ là coi như cái việc sắc hành là mình né né qua bên, nó rủ nhau nó cắt, thấy vui không? Nhưng mà thật ra mà nói nha, thiệt mà nói là cái cắt hành đó, nó rất là độc hại, thấy không? Một cái vùng của cái Việt Nam mình mà trồng hành tím đó là đa số là bị mù rất là nhiều. Cái hành tím đó, nó độc hại hơn cái hành củ to rất là nhiều, bởi vì cái hành tím nó nhỏ và nó có phấn nhiều hơn cái hành củ to. Nhưng mà nói chung cái gì cũng vậy, mình làm cái thời gian từ từ những cái phấn của nó, cho nên nó cũng không có gớt, nhưng mà mình phải biết cách phòng tránh. Thì nói chung là mình nghĩ là
nó không phải là trồng trọt, cho nên là cũng không có hít những cái bụi đó, hoặc là mình không có trực tiếp vào cái bụi đó nhiều, cho nên cũng đỡ. Nhưng mà đặc biệt nha, cái củ hành á, nếu như mà mình lấy cái mũ của cái củ hành đó đó, mình cô đặt mình làm sệt, hoặc là mình để dùng dạng kem á, là để bôi lên cái thẹo á, là rất là mau lành. Bởi vậy cho nên là cái rau củ á, nhìn nó như vậy thôi, nghĩ là ăn vào nó mát này kia, nhưng mà thật ra nó có rất là nhiều chức năng và dinh dưỡng rất là cao, và có nhiều loại là dùng để trị bệnh rất là tốt. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cái cách đầu tiên để phòng tránh bị phỏng khi vào bếp. Chúng ta luôn luôn phải giữ trứng gà tươi ở trong nhà, hoặc là giống như cái chỗ mình làm thì không có trứng gà tươi rồi đó, trứng gà ở bên đây nó chỉ là ở trong những cái hộp giấy mà nó mix sẵn luôn, cho nên là chỉ cần chế ra chiên xào bất cứ các thứ là nó có sẵn hết. Thành ra nhiều khi mình đi mình cũng hay đem theo trứng gà đó mình cất, bởi vì trứng gà trị phỏng rất là hay luôn, rất là hữu hiệu. Nhớ hồi năm mình 14 tuổi á, khi mà mình nấu ăn á, thì mình bị nguyên một cái chảo dầu nó chế lên cái đùi, từ trên đùi xuống luôn, tại vì cái chảo đó là mình nấu trên cái lò mà lò điện đó, thành ra mình khi mình cầm vô nó bị giật á, thì mình quán tính tự nhiên mà mình hất cái tay một cái là coi như là cái chảo nó đổ xuống cái chân mình. Thì cô của mình á mới lật đật lấy trứng, tại vì nhà cô mình là làm bánh kem đó, bánh sinh nhật, nói chung là mỗi ngày làm nhiều lắm. Thành ra cô mình lật đật lấy trứng có sẵn, trứng gà đó, trồng trắng trứng thôi, là trét hết từ trên đùi xuống dưới chân mình luôn, coi như là mình chịu đau có một chút xíu thôi, tại vì mình mới bị phỏng mà, thì trét hết là khoảng mấy tiếng đồng hồ sau là hết luôn, là nó không có bị gì hết, đi rửa chân là chân sạch luôn, không có bị tróc da, không bị gì hết. Mà sang ngày hôm sau là mình đi tắm xong nữa chứ. Sẽ nói tóm tắt sơ lược về cái vấn đề trị phỏng đó để các bạn biết cái cách ha. Là khi mà các bạn bị phỏng thì giống như hôm bữa mình bị phỏng cái ngón tay cái nè, là do mình tự kẹp cái tóc cho bản thân á, mà cái mình cầm vô luôn cái đồ kẹp á, cái nó bị phỏng cái tay, nó bị phỏng ngay một đường, cái mình lật lật mình xuống, mình lấy cái trồng trắng mình chét nó vô, nhúng nó vô trồng trắng. Thì khi mà nhúng vô thì nói chung ra cái tay đang nóng mà nhúng vô mát á, thì mình cảm giác là nó rát hơn một chút thôi, sau đó là nó dịu dần từ từ, và cái chỗ phỏng á, nó không có phồng lên nha, mà nó sẽ bị cái trồng trắng trứng á, bởi vì cái trồng trắng trứng á, là nó giống như một cái lớp ni lông vậy đó, khi mà nó tráng qua cái lớp da của mình á, thì cái da của mình nó không có thoát cái khí ra ngoài được, và nó bọc vô cái da thì á, nó đè cái vết phỏng của mình xuống, thay vì cái vết phỏng nó sẽ phồng lên đúng không, cái này á, nó sẽ đè cái vết phỏng của mình và nó lép xuống, nó sẽ lõm thịt của bạn xuống ha. Thì đừng có lo lắng, đừng có sợ gì hết, mình cứ nhúng tay vô cái trồng trắng đó, mình nhúng vô để cho nó bao bọc, và khi mà nó xẹp xuống, nó lõm xuống hết rồi, một hồi sau á, mình nghĩ chắc khoảng chừng 15 tới 20 phút, thì sau đó là cái tay mình nó sẽ lên từ từ và nó lấp đầy lại, nó lầy lại và rất là bình thường luôn. Nhưng mà mình vẫn còn thấy một cái thẹo ngay đó, mình vẫn thấy một cái thẹo, nhưng sang mấy ngày sau là hết luôn, không có thấy gì hết, rất là good, tại vì do cái này là mình cầm cho nó quá nóng luôn đó, cho nên là mà bây giờ cũng không có thẹo gì luôn, rất là hay. Mọi người hãy thử đi, sẽ thấy linh nghiệm lắm. Bây giờ là tới phần lựa rau củ quả nha. Các loại rau củ quả, ví dụ giống như su hào, su các thứ, thì mọi người biết rồi đó, nếu như mà cái củ của nó mà nó lép xuống á, nó lép thì nó sẽ là củ non, còn nếu mà cái củ nó tròn lên như vậy thì nó sẽ là củ già. Ví dụ giống như su hào các bạn mua thì các bạn thấy nó lép lép như vậy nè, thì đó là củ non nha. Mà nó tròn lên thì là củ già. Su cũng vậy, ví dụ giống như ở cái vùng mà người ta trồng su đi, tại vì mình cũng đã từng trồng cây
su rồi, cho nên mình biết cái trái su á, khi mà nó còn nhỏ thì nó cũng lép, và khi mà nó lớn lên, nó già rồi thì bắt đầu nó tròn ra. Cho nên là mình mua, mình lựa những trái mà nó lép lép thì nó sẽ non hơn những trái tròn. Khổ qua thì các bạn lựa những cái trái nhỏ, ốm, thon và nó không có nở gai. Ở bên Mỹ này á, thì đa số là người ta bán những cái trái khổ qua đó, nó nở gai nhiều lắm. Những cái trái nở gai như vậy nó rất là già, ăn nó không có ngon mà nó còn bị sơ nữa. Tại vì người ta bán những cái trái nở gai là để cho nó nặng ký và nó nhiều tiền hơn. Cho nên mình ít khi mình mua ở chợ Việt Nam lắm, mình không đi chợ Campuchia mình mua hơn. Ok, thời lượng chương trình cũng đã có hạn rồi, cho nên là mình hẹn mọi người vào cái tập tới. Cảm ơn mọi người đã xem, theo dõi và ủng hộ cho mình. Cảm ơn rất là nhiều. Những tập sau thì mình sẽ hướng dẫn và cứ mỗi tập là như vậy thôi nha. Tại vì thời lượng có hạn nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ, luôn thành công và thử những cái bí quyết mà mình nói nha.